các cô các chị mà lấy được chồng chơi gỗ thì thực sự là còn hơn cả đi đãi lấy được cục vàng, và cũng còn hơn là trúng được với lốt đấy ạ. Và các cô các chị mà lấy được chồng chơi gỗ thì có lối sống cực kỳ là lề lết, sáng thì dậy đi làm kiếm tiền, chiều thì về đúng giờ dọn dẹp nhà cửa, lau chùi, bảo quản đồ gỗ, buổi tối thì không la cà đàn đúm, chỉ tụ tập uống trà bình phẩm về đồ gỗ hoặc là xem live stream săn đồ gỗ đẹp. Đàn ông chơi gỗ thì đặc biệt là sẽ không có chuyện gái gú, massage hay là cà phê hay là bia ôm, mà các chú còn bận để đi làm kiếm tiền và bận gom góp tiền để mua những cái sản phẩm mà phục vụ cái đam mê của mình, như là mua các cái sản phẩm như đồ gỗ trang trí hay là đồ gỗ nội thất để có thể về bài trí cho không gian của ngôi nhà mình. Đấy là một cái đam mê mà em Minh phải nói rằng là vô cùng là tiện ích và làm đẹp hơn cho không gian của ngôi nhà mình, làm đẹp hơn cho cái không gian và làm mới mẻ hơn cho cái không gian của ngôi nhà của các cô các chị nữa đấy ạ. Em Minh bán hàng thì thấy có rất là nhiều cô các cô nhân ngày quốc tế đàn ông hay là nhân một cái ngày sinh nhật hay ngày lễ gì đấy dẫn chồng đến đồ gỗ Quang Thao để cô chú chọn mua sản phẩm nào đấy. Và em Minh còn nhớ là có một cô dẫn chú đến để hai vợ chồng cùng chọn một cây đồng hồ và để cô tặng chú. Tài chính thì các cô các bác phải quản lý rồi phải không ạ? Thì thi thoảng các cô thì hãy thoải mái chi tiêu cho đam mê của ông xã của mình. Và đa số các cô các chú hay tới với cả cơ sở của đồ gỗ Quang Thao thì đều vì chồng và vợ rất là chiều chồng. Chung quy thì việc đam mê đồ gỗ là một cái đam mê rất là lành mạnh, làm sang trọng cho ngôi nhà của quý vị, và thực sự là sẽ có cái giá trị lưu lại được rất là nhiều đời sau. Và thực sự là đây là một cái sản phẩm không chỉ là làm đẹp về mặt nghệ thuật mà còn làm đẹp về cái mặt phong thủy nữa, nên là chơi đồ gỗ trong nhà, chơi các sản phẩm đục tay như thế này thì là một cái sản phẩm vô cùng là đẹp đẽ và nên có ở trong nhà của mỗi người. Và cô các cô mà lấy được chồng chơi đồ gỗ thì em Minh cháu xin được chúc mừng mọi người đã lấy được một ông chồng vô cùng là hoàn hảo, bởi vì là những người chơi đồ gỗ thì rất là tỉ mỉ, rất là tinh tế và có một cái mắt nhìn vô cùng thẩm mỹ, nên là các cô thật sự là rất là may mắn đấy ạ. Vậy nên các cô hãy luôn trân trọng những ông chồng như thế nhá. Và đồ gỗ Quang Thao chúng em, chúng cháu thì luôn luôn đợi chờ các quý cô chú, anh chị đến với cả cơ sở để có thể phục vụ tận tình mọi người trong cái việc chọn lựa và bàn giao vận chuyển tận nhà quý vị một cách chu đáo, an toàn nhất nhá. Hãy mở ứng dụng YouTube trên điện thoại và gõ tìm kiếm đồ gỗ Quang Thao để có thể xem thêm hàng ngàn các sản phẩm đồ gỗ nội thất, đặc biệt là gỗ muông cao cấp, phòng khách, phòng thờ, phòng bếp, phòng ngủ và đồ gỗ trang trí phù hợp với không gian gia đình của quý vị. Đồ gỗ Quang Thao uy tín hơn vàng, nâng tầm giá trị ngôi nhà của bạn.